Sự việc diễn ra đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa thì như giọt nước đã tràn ly. Tôi và Hồng Phượng đã xem nhau như người lạ. Đó là chia sẻ của Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại buổi gặp gỡ với báo chí chiều tối ngày 26 tháng 10. Khi được hỏi về mối quan hệ với Hồng Phượng, cháu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sau những tranh chấp ồn ào về tài sản của cố nghệ sĩ. Theo đó, Hồng Loan cho biết Hồng Phượng sinh sau mình 4 tháng, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tuy nhiên, chính cô cũng không ngờ khi ngày ba mất, Hồng Phượng nói cô là con nuôi, và để xảy ra sự việc nông nổi này, bản thân cô cũng rất buồn, Hồng Loan cũng đã từng nghĩ mình có thể cùng Hồng Phượng ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Nói về lý do tổ chức buổi gặp gỡ cho báo chí, đại diện luật sư của Hồng Loan cho biết, thời gian vừa qua có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, xoáy vào đời tư của cố nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Loan. Điều này đã tạo ra một hiệu ứng xấu cho chính những người trong cuộc và khiến họ rất mệt mỏi. Còn trong vấn đề về pháp lý thì nó không có gì quá phức tạp. Tuy nhiên, trên không gian mạng, có nhiều thông tin làm nhiễu cả không gian mạng và bản thân những người trong cuộc, bản thân luật sư không mong muốn việc đó xảy ra. Chúng tôi chỉ mong những gì nó được diễn ra tự nhiên và mong dư luận dừng lại ở mức độ chỉ theo dõi diễn tiến vụ việc ở mức độ pháp lý. Và để cho cơ quan chức năng làm việc chứ không có làm quá lên gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, đại diện luật sư cho hay. Cũng tại đây, Hồng Loan cũng lên tiếng phủ nhận việc trên mạng xã hội lan truyền thông tin cô đối xử tệ bạc với cha, bất hiếu hay không chăm sóc lúc cha ốm đau. Trong suốt thời gian tranh chấp tài sản với gia đình Hồng Phượng và cô Sáu Hồng Nhung, Hồng Loan đã nhận được sự hỗ trợ đông đảo của nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ. Được biết, hiện tại cuộc sống của con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khá ổn định. Thời gian qua, Hồng Loan chủ yếu bán đồ ăn online để trang trải cho cuộc sống và nhờ sự yêu mến của đông đảo khán giả. Công việc của cô diễn ra suôn sẻ. Hồi tháng 9 vừa qua, Hồng Loan cũng đã tham gia vào MV những chuyến xe cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Đây cũng là ca khúc gắn liền với tên tuổi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đến hiện tại, ca khúc đã đạt hơn 3,8 triệu lượt xem. Khi được đặt câu hỏi bản thân có ý định lấn sân sang nghệ thuật, Hồng Loan nhanh chóng khẳng định mình chưa bao giờ có ý định đó. Hồng Loan cũng cho biết mình tham gia vào MV đơn giản là chỉ hỗ trợ cho các anh chị em nghệ sĩ thân thiết với mình và cho rằng bản thân hoàn toàn không phù hợp với môi trường giải trí tôi mong rằng câu chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc những lời đồn không đúng sẽ sớm khép lại để có thể tập trung cho cuộc sống gia đình và ba được yên lòng nơi chính suối Hồng Loan bày tỏ pháp luật online cũng đưa tin trước đó ngày 26 tháng 10 liên quan vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là võ văn Hoan tòa án nhân dân quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của bà võ thị Hồng Loan bị đơn con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh